Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Xuân Duy Channel. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì Xuân Duy đã chạy thử chiếc SH 2017 150 phiên bản ABS. Thì cái cảm nhận của mình là thực tế thì xe rất là đẹp, an toàn và mạnh mẽ hơn. Như mình đã đưa tin ở một số bản tin trước đây, thì ngoài những các cái điểm mới ở mặt thiết kế như đèn pha, đèn định vị, đèn hậu sử dụng công nghệ LED, thì SH 2017 còn sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS hiện đại, và động cơ thì vận hành mạnh mẽ và êm ái hơn. Khi mà trải nghiệm thực tế SH 2017 thì mình có cái cảm nhận là xe rất là đẹp, nó có vẻ như là nó tương tự với SH 300i. Rất nhiều cái công nghệ tiên tiến được trang bị trên mẫu xe này, và chính vì vậy thì Honda SH 2017 thì được rất nhiều người dự đoán sẽ chiếm ngôi vương trong phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam. Về thiết kế thì Honda SH 2017 được trau chuốt rất nhiều so với cái phiên bản SH 2016. Phần nhựa trên xe được làm chắc chắn và đẹp hơn, đặc biệt là phần nhựa đen và phần đáy, cái chỗ mà để chân, tức là cái khu vực để chân thì nó đen và nó sần, nó gai hơn. Nước sơn của xe thì có chiều sâu, nhìn nó bóng bẩy hơn, và yên xe thì cũng được may rất là bằng các cái đường chỉ rất là tinh tế. Cụm đồng hồ hiển thị thì được thiết kế lại cái dạng 3D giúp người dùng dễ quan sát khi di chuyển. Cái đặc điểm mà nổi bật đáng chú ý nhất trên SH 2017 là cái hệ thống đèn pha và đèn định vị, đèn hậu đã được sử dụng đồng bộ dạng LED. Và khi di chuyển vào ban đêm thì đèn pha LED trên SH được đánh giá cao với cái tầm nhìn xa và rõ. Theo đánh giá của một số người thì chiếc SH 150i ABS 2017, cái khả năng chiếu sáng của nó thì tăng 50% so với đèn pha trên cái phiên bản tiền nhiệm. Và ngoài hai cái hệ thống đèn pha, hai dải đèn LED định vị gắn trên phần mặt nạ thì cũng chính là một điểm nhấn quan trọng trên thiết kế của SH mới. Ở cái phiên bản tiền nhiệm thì đèn LED và định vị là hai dải LED kéo dài kết hợp cùng với cái tấm ốp kim loại mạ chrome. Thì ở cái phiên bản 2017 này, các nhà thiết kế họ đã đổi thành một cái dải đèn to bản với những tia đèn nằm ngang, nhìn nó vân vân lên trông rất là tinh tế và đẹp mắt. Cái tấm ốp kim loại mạ chrome thì đã được làm nhỏ lại và nó được gắn ở chính giữa xe ở cái phần giao thoa giữa cái hai dải đèn LED định vị. Ở cái phiên bản SH 2017 thì hệ thống phục trước và phục sau trên SH được đánh giá là khá là tốt, tức là nó đã khắc phục được những các cái nhược điểm trước đây. Và khi đi vào những cái nơi mà sóc hoặc là ổ gà hoặc các cái gờ giảm tốc thì phục trước và phục sau đều hoạt động mượt mà, giúp người lái cũng như người ngồi sau thì có cái cảm giác rất là thoải mái. Cùng với đó thì phần cổ xe khi di chuyển ở tốc độ cao dưới 80 cây số một giờ cũng đã không còn cái hiện tượng rung lắc nhiều như trước. Vành xe thì được trang bị loại 16 inch 5 chấu kép với một cái lực xoắn nhìn cũng khá là mạnh mẽ. Kích thước lốp trước là 100 trên 80 và lốp sau là 120 trên 80. Một cái điểm nổi bật mà đáng phải lưu ý ở trên chiếc xe này đó là hộc chứa đồ phía trước của SH 2017 đã được tích hợp một cái cổng sạc 12V 1A. Tuy nhiên, nếu mà muốn sử dụng cho điện thoại thông minh thì bạn cần một cái tẩu sạc để kết nối, cái loại giống như là bán ở trên xe hơi đó. Và cái tẩu này thì các bạn có thể mua, nếu bạn nào nghiện thuốc lá có thể mua cái tẩu mà châm thuốc cũng cũng có thể được. Nhưng mà cái khay chứa đồ này thì có vẻ nó hơi nhỏ nên là những cái điện thoại mà có kích thước trên 5 inch thì sẽ gặp rất là khó khăn khi đưa vào trong. Với cấu trúc bên trong là nhựa cứng nên là nếu mà chúng ta để chiếc điện thoại vào trong này mà không có những các cái khăn hoặc cái rẻ nó mềm để lót thì chiếc điện thoại dễ bị va đập và không tốt cho cái phần màn hình cảm ứng, và như vậy thì cũng có thể dẫn đến những các cái nguyên nhân hỏng hóc. Nên là khi mà sử dụng cái tính năng này thì
quý vị lưu ý là có thể trong cái ngăn này chúng ta nên bố trí sao đó, sao cho để cái nó thật là êm, để nó có thể chứa được cái chiếc điện thoại và tránh được cái va đập khi mà chúng ta đi ở trên những các cái cung đường sóc hoặc là đang đi nhanh phanh gấp chẳng hạn, ví dụ thế. Ở bên cạnh đó thì SH2017 vẫn sở hữu cái hệ thống chìa khóa điện thông minh giống như cái phiên bản 2016 trước đó. Hệ thống khóa thông minh Smart Key giúp tối ưu hóa khả năng chống trộm và nó còn tích hợp cái chức năng khóa mở xe từ xa. Lần này thì Honda Việt Nam đã cung cấp hai thiết bị điều khiển FOB cho khách hàng nhằm đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện nhất cho khách hàng khi sử dụng xe. Về phần động cơ của SH2017 thì xe tiếp tục sử dụng động cơ EST thế hệ mới, dung tích là 125 phân khối và 150 phân khối. Đây là cái con số làm tròn, còn theo công bố của nhà sản xuất là 124,9 và 153 phân khối. Khi được cái trang bị như vậy thì công suất tối đa của xe lần lượt là 12,2 và 14,48 mã lực. Moment xoắn cực đại là 11,6 và 13,2 Newton trên mét. Những thông số trên của Honda SH 2017 thì cao hơn so với cái phiên bản trước đó. Một số công nghệ được tích hợp trên khối động cơ này bao gồm là phun xăng điện tử và công nghệ tích hợp bộ đề và ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, công nghệ giảm thiểu ma sát và đốt cháy hoàn hảo. Một cái điểm đáng lưu ý ở trên chiếc SH 2017 đó là đã có cái phiên bản ABS cho cả bánh trước và bánh sau. Đây là cái hệ thống chống bó cứng phanh tiêu chuẩn kết hợp với phanh dĩa đơn. Thì cái yếu tố này cũng đã từng xuất hiện trên Piaggio. Piaggio cụ thể là cái sản phẩm xe Manley. Trường hợp phanh gấp hoặc di chuyển trên đường trơn trượt thì hệ thống này sẽ giúp xe ổn định tư thế bằng cách là chống khóa bánh. Khi mà vận hành thì chúng tôi nhận thấy rằng là cũng rất là thỏa mãn với những các cái trang thiết bị ở trên xe. Cái khả năng tăng tốc thì rất là ấn tượng, và một số cái sự điều chỉnh nhỏ ở động cơ, công suất và moment xoắn thì đều tăng, dẫn đến là cái việc tăng tốc thì rất ấn tượng cùng với một giải tốc độ. Nhưng mà khi mà nhích ga thì nó tăng tốc rất nhanh và nó vọt hơn so với cái phiên bản 2016 trước đó. Hệ thống phanh ABS thì hoạt động rất là tốt. Mình cũng đã thử chạy nhanh và phanh gấp thì đúng là nó không có cái hiện tượng trơn trượt như những cái phiên bản trước đây. Tuy nhiên theo đánh giá của một số người dùng thì cái hệ thống phanh ABS này nó sẽ chỉ thực sự phát huy tác dụng khi mà chúng ta chạy ở cái tốc độ cao khoảng trên 80 cây số một giờ. Chứ còn trong thành phố thì hiếm khi chúng ta có thể chạy được với cái tốc độ đó. Nên vì vậy thì khách hàng cũng nên cân nhắc, bởi vì nó chênh nhau 8 triệu đồng cho cái phiên bản phanh ABS hoặc là phanh thường. Và cái hệ thống phục trước lẫn phục sau thì nó được êm ái hơn phiên bản trước rất là nhiều. Khi chúng ta đi qua gờ giảm tốc hay là ổ gà hay là hố sâu thì cái lực tác dụng bật ngược lại đối với người lái không còn nhiều như trước. Và điều này sẽ giúp cho người dùng tránh được cái tình trạng đau mỏi cơ thể, mỏi vai, mỏi tay khi di chuyển trên những cái chặng đường dài và xấu. Thì tóm lại là với những các cái thay đổi mang cái tính chất đột phá như là đèn pha định vị dạng LED, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, động cơ mạnh hơn và hệ thống phục thì êm hơn. Và hình dáng thì cũng phải nói là nhìn rất là đẹp, đẹp hơn cái phiên bản tiền nhiệm 2016 rất là nhiều. Nên chính vì vậy nó đã tạo ra một cái sức hút rất là lớn. Và điều này giúp cho SH càng được củng cố cái vị thế vững chắc hơn và vị thế ngôi vương của mình trong cái phân khúc xe tay ga cao cấp tại thị trường Việt Nam. Và cái sức hút này thì nó đã được minh chứng bằng cái việc là hiện nay giá của Honda SH tại thị trường Hà Nội, các đại lý đã bán với cái mức giá là 108 triệu đồng cho phiên bản 150i trang bị phanh ABS cho cả bánh trước và bánh sau. Cái mức giá này là cái mức giá chênh khá là cao. Tuy nhiên thì không phải đại lý nào cũng có đủ xe để bán, vì cái nhu cầu của khách hàng rất là lớn nên là các đại lý thường không đủ xe để mà bán. Chính vì vậy trong thời gian tới, cái thời gian cuối năm thì cái nhu cầu mua xe SH
có lẽ còn tăng rất nhiều. Chính vì vậy mà quý vị và các bạn nếu có nhu cầu mua xe thì hãy thường xuyên theo dõi và khảo giá, và có thể theo dõi ở trên Xuân Duy Channel hoặc là một trang nữa là autobuys.vn, đối tác của Xuân Duy, để mà cập nhật cái giá xe một cách nhanh nhất và mới nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video clip tiếp theo. Các bạn hãy like cho video, hãy comment và hãy share cái video này, đồng thời đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất từ tác giả.